Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường Lê Trọng Tấn. Hôm nay thì hai vợ chồng đi uống cà phê, muốn chia sẻ với cả nhà một cái quán cà phê Cá Coi. Nó nằm ở số là 384 đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú nhé. Thì Kiên đã được biết là ở Sài Gòn có rất là nhiều những quán cà phê có cái mô hình Cá Coi. Nhưng mà để có được cái quán cà phê mà nó lớn, mà nó thực sự là Cá Coi rất là nhiều thì rất là hiếm nhá. Thì hôm nay đây một cái quán cà phê Cá Coi đây. Coi Melody này. Coi Melody Coffee. Ở đây thì rất là nhiều Cá Coi cũng như là cái mô hình đây rất là lớn, rất là bự. Rồi, Kiên sẽ đi một vòng chia sẻ với cả nhà nhé. Đây này. Đây là người ta đang ngồi uống cà phê đây này. Thấy không? Cả nhà thấy đẹp không? Ở giữa là bàn nhá. Ở giữa là bàn và cái lối đi á, thì là người ta làm theo kiểu là cỏ á. Và hồ nó nằm hộ cái hồ, nó là Cá Coi là nó xung quanh cái bàn. Nhìn thì cái thấy rất là đẹp. Rồi Kiên đi đây đi một vòng để cả nhà xem nó đẹp hơn nữa nha. Này, cá này mà cho đồ ăn xuống nó bù lên mới nhiều. Ồ, bên này cá quá trời này. Đây này, cá quá trời luôn quý vị ơi. Bên này này, hai khu luôn nhá. Ồ, một cái đang bù đây này. Đang bù bên góc này. Wow, đây này. Đẹp quá trời luôn. Thò tay xuống này. Ồ, cái này phải có thức ăn thì nó mới lại. Đây có cái trong này có cái khu tiểu cảnh này. Wow, cá vào đây nhiều ghê đó. Cá giúp cây để nó lấy oxy cho dễ này. Wow, nhiều cá quá.
qua đây ngồi uống cà phê, nếu mà buổi trưa nắng thì ngồi ở đây thì mát thôi rồi luôn. Làm cái hồ đá này rất đẹp. Quán này bảo đảm là rất là rộng, to quý vị ơi. Đây, từ đây ra ngoài mãi ở kia. Rất là nhiều bàn. Ở đây thả cá koi không biết là bao nhiêu con, bao nhiêu ngàn con nữa. Mà nó rất là bự. Nhiều cá quá nhỉ? Ừ. Trên đi một vòng lên trên phía trên kia, trên lầu á, cho cả nhà xem, nên nó nhìn xuống rất là đẹp. Này chỗ ngồi rộng ghê luôn cả nhà ơi. Wow, đẹp quá. Nào cả nhà nhìn đây nào. Rồi giờ Kiên sẽ
kiếm một cái chỗ nào đó ngồi uống cà phê nhé mọi người ơi. Đây có một cô gái khá là xinh đẹp đang chụp hình tự sướng. Này người ta cũng làm những cái ngôi sao rồi những cái cây trang trí nhìn khá là bắt mắt nhé. Quán này thì theo kênh đánh giá là nó khá là rộng quý vị ơi, rất là rộng luôn. Rồi giờ kênh sẽ đi xuống nhá. Tối mà dắt bạn bè, người thân hoặc là bạn gái của mình đến đây uống cà phê thì thôi rồi, mát lắm. Ở đây hồ này không có cá. Đây là cái quầy gọi là cái quầy quầy bar đây này. Ở đây mới khai trương hả? À ở đây mới khai trương mấy ngày quý vị ơi. Đây khai trương được chắc vài ngày rồi. Rồi cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nhá. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhá.